Rồi xin thưa với bà con bác, tới đây là nơi đây, khu vực này là hồi đó là trại trại gì của nhảy dù quên mất rồi ta. Bà con bác nào còn nhớ cái tên trại nhảy dù ở đây là tên trại gì không bà con? Sư đoàn dù ở đây nè. Ba mẹ còn quên cái tên gọi rồi. À, đây là đường Hoàng Hoa Thám nè. À, đường này bắt đầu được mở rộng. Xin thưa với bà con cô bác, mai mốt là đi vào sân bay mình sẽ đi con đường này vô nè bà con. Nó giống như con đường Trường Sơn bên kia vậy đó. À, nhà ga như là nhà ga gì số 3 đó. Con đường này sẽ được mở rộng ra. À. Ở đó đây có hai đài nước nè. Đây là nơi, đây là nơi gọi là sư đoàn dù. Ủa trời, máy bay bay lên kìa bà con, bác thấy không? À. Trời ơi, nguyên căn nhà kia bị đập kìa. À. À, mai mốt chúng ta sẽ đi vào sân bay Tân Sơn Nhất ở nhà ga này. Không biết chừng nào xong, nhưng mà đường xá giờ mở rộng rồi nè. Mình đi thẳng cái con đường này nè bà con, là mình đi vô cái trại David. À. Bữa nào và khi mà cái này xong rồi, ba mẹ cô sẽ dẫn bà con cô bác lúc đó là dân sự vô được bình thường rồi đó. Thì ba mẹ cô sẽ quay cho bà con cô bác cái khu trại David năm xưa ha. Còn bây giờ ba mẹ cô vô á, bình thường thì ba mẹ cô dẹt cái máy, ba mẹ cô vô vẫn bình thường nha. Nhưng mà khi mà vô trong mà móc máy quay phim thì nó phiền phức lắm, tại khu đó là khu doanh trại quân đội. Để mai mốt mà khi mà bàn giao về cho bên nhân sự rồi đó, thì mình ba mẹ còn nếu thấy được ba mẹ còn vô quay cho bà con bác chạy David. Rồi cái khu ở đây nè, nơi đây là nơi hồi xưa là cái trung tâm của sư đoàn dù, có trường học nè, trường học sư đoàn nè, có bệnh viện sư đoàn nè, rồi chợ sư đoàn ở đây luôn. À, hình như là ba mẹ còn nhớ là như là bệnh viện của sư đoàn dù này, nó người ta gọi là bệnh viện Đỗ Vinh đó. À, giờ mình quay ra. Trong đây đóng rất nhiều các tiểu đoàn nhảy dù ở đây. Có nhà thờ sư đoàn ở đây luôn nha bà con. Còn bên tay trái này hồi xưa là sân banh. À, mỗi lần mà làm lễ gì đó là sân cờ ở đây nè. Đường xá giờ bà con bác thấy không? Ngon lành cành đào chưa? Mở rộng ra hai bên. Những cái căn nhà xưa nằm trong hẻm bây giờ được ra mặt tiền. Đường Nguyễn Hiến Lê. À, đây đường Nguyễn Hiến Lê này, đó giờ vô trường trường học nè, rồi vô bệnh viện Đỗ Vinh nè, vô chợ sư đoàn luôn. Cái khu bên đó bên tay phải ba mươi cầu là cái khu gia binh đó bà con. Rồi khu hành chánh luôn á, nó nằm gần gần đó. Con đường ở đâu đây nè, là cái con đường vô nhà thờ sư đoàn ở đây nè. Đây, cái con đường mới đi ra nè, xe mới chạy ra. Hẻm 235 nè. Cái hẻm này là hồi xưa đi thẳng vô là nhà thờ sư đoàn đó bà con. Đó, nguyên cái tòa nhà đó đó, hồi xưa là nhà thờ sư đoàn nằm đó. Không, nhà thờ sư đoàn nằm đây. Đường Nguyễn Văn Bích này nè mới đúng. Ừ. Đó, đây. Đó, nhà thờ sư đoàn là đi vô đường đó. Giờ nói chung là thay đổi nhiều quá cho nên đường xá làm lại hẻm hốc mở ra cho nên mấy cái dấu vết hồi xưa không còn. Rồi mình ra lại con đường Cộng Hòa. Hồi đó con đường này nó có hai hàng cây điệp vàng đó bà con. Rồi khi mà qua đây thì cũng là thuộc về sư đoàn dù luôn. Nhưng mà bên đây người ta gọi là thao trường nha bà con. À, bên kia là hành chánh rồi cư gia binh. Cư gia binh, còn đây là cái thao trường nè. À, bên tay trái này là một cái tiểu đoàn, hình như là Trần Quý Mại nè, tiểu đoàn 6 hay tiểu đoàn 7 gì đó.
không, tiểu đoàn 7 hình như là ở Biên Hòa, à, tiểu đoàn 6 đây. Rồi toàn bộ đây hai bên là đều là đất trống nha bà con. Ra đây là giống như là thao trường vậy đó. Bên tay trái và Bamigo đây có cái chuồng tu cao 10 hay 11 mét gì đó. Giờ nhà cửa quá trời không. Rồi cái con đường đầm xoài nè. Hồi xưa đây là cái cổng nè bà con. Cái cổng này là cổng vô khu Gia Bình nè. À, đi thẳng này là đi vô khu Gia Bình. Chợ Hoàng Hoa Thám này hồi xưa chỉ là cái bãi đất trống thôi, trước năm 75. Ở đây có bánh bánh mì cũng ngon lắm nè. Bánh mì ở đây cũng lâu rồi đó bà con. Hàng khác nữa ta. Bánh mì đó cũng có bánh mì ngon á. Rồi Bamigo qua đây là đường Trường Chinh, hồi xưa là đường Phạm Hồng Thái. Trước đó nữa thì ở đây người ta còn gọi là quốc lộ số 1. Quốc lộ 1 là xưa là con đường này nè bà con. Sau này đổi tên là Phạm Hồng Thái, ở đây có giáo xứ Tân Việt nè. Hình như là của cha Chim. Rồi giờ 30 cầu quẹo vào đây. Con đường này là đường Đồng Đen. Khu này người ta gọi là khu Bào Cát. À, máy ấm Tân Bình nè. Rồi giáo xứ Tân Việt nè. Rồi khu này là khu Bào Cát. Khu Bào Cát này được hình thành là khoảng thập niên 90 đó bà con. Chứ trước đó nữa thì nó không có cái gì hết, khu này vắng vẻ lắm. Ruộng đồng, ruộng hay là ao, khu này ở đó vắng lắm. Nghĩa địa. Rồi đến khoảng đầu thập niên 90 là bắt đầu quy hoạch làm ra cái khu này. Ở đây có hai giáo xứ Tân Việt với Tân Thành. Đường Bào Cát, hủ tiếu mập. Sau khi làm phân lô ra thì khu dân cư ở đây ta đặt tên là Bào Cát 123 vậy đó. Rồi ngay đây là đường Bào Cát đôi nè bà con. Xin thưa với bà con bác, đường Bào Cát đôi này hồi đó là nghĩa địa đó bà con. À, bên tay phải bà con bác đây là hồi xưa là nghĩa địa đó. Rồi khúc này là đây là tới đây hồi xưa cái ao nè. Một cái ao lớn lắm bên tay phải bà con nè.
À, bây giờ ra khu trung tâm thể dục thể thao rồi, công viên luôn. Chứ đó đây là cái ao. Hồng lâu mộng ghê ta. Tác phẩm Hồng Lâu Mộng là một trong những tác phẩm kinh điển đó. Đây là đường Ca Văn Thỉnh. Đường Ca Văn Thỉnh này hồi xưa nó tên là đường gì á, Ba Mê Gồ quên cái tên rồi. Bà con của bác nào có biết thì nhắc giúp Ba Mê Gồ nhé. Khu này hồi xưa vắng lắm. Tới đây là vắng rồi. Nơi đây là cái thượng nguồn của con kênh Tân Hóa là nằm ở đây. Bây giờ bà con bắt thấy còn đất trống nhiều mà phải không? Hồi đó nó còn trống hơn nữa. Thượng nguồn kênh Tân Hóa hồi xưa á, đó là vách tường á, không có đi vô đường đó được đâu. Giờ để ba mẹ cậu đi luôn cho bà con bác xem. Đó, nơi đây hồi xưa là chạy vô cũng được nè. Đó, nguyên cái hồ nước mênh mông hồi xưa bây giờ nó trở thành đó, bà con có thấy không, nguyên con đường ngon rộng rãi không? À, hồ nước mênh mông luôn á. Tập Nguyễn Văn. Rồi, con đường này là đi men qua luôn, hồi xưa là dòng sông luôn á. Bây giờ ba mẹ con sẽ chở bà con bắt theo cái dòng sông kênh Tân Hóa nha. Dòng sông kênh Tân Hóa này là nó đi thẳng về tới đâu ta, Phú Lâm hả? À. Con đường này là dòng sông năm xưa luôn nha bà con. Đi từ cái ao hồ bự đó đó. À, bà con có thấy dòng sông nó uốn khúc như thế nào rồi nha. À, nó quẹo qua đây. Nó tẻ nhánh qua bên kia luôn nha. Đó, đây là dòng sông năm xưa nè. Ở đây có trường Chi Đức ha. Trường này là cũng là một cái trường mà gọi là tư thục á, nghe nói đóng tiền, nói chung là trường tư thục ở Sài Gòn mà đóng tiền không phải rẻ nha. À, trường này trường Tân Phú cũng là trường tư thục luôn nè. Bà con của bác mà học trường tư thục á thì nó khỏe lắm bà con bác biết khỏe gì không? Khỏi phải chạy trường. Con mình nó học luôn tới lớp 12 luôn. Còn mà học ở ngoài trường nhà nước á, là đến mỗi lần vào đầu cấp, chuyển cấp gì, chuyển trường, lo trường cho con học cũng mệt mỏi đó. Nhiều phụ huynh đó người ta không có đi theo cái tuyến, người ta cứ lựa trường ngon, trường giỏi, thế là nó lòi ra cái thêm cái phần gọi là chạy trường rồi thi tuyển, mệt lắm. Đó, ba mẹ còn đang đi trên cái con đường. Đường này hồi xưa là kênh Tân Hóa nha bà con. Nguyên cái dòng sông đó, mình đang đi trên cái con dòng sông năm xưa đó. Mình cứ đi thẳng hoài luôn là mình sẽ ra tới Phú Lâm.
Khu này hồi xưa là cái khu ổ chuột luôn á bà con. Ba mẹ cậu nhớ lúc mà con sông này nó còn nè, ba mẹ cậu đi á, đi qua đây thì xin thưa bà con cô bác, hai bên là dân nghèo sống không à. Đường á là đường rải đá mà đã xa bần á, chứ không phải đường nhựa đâu. Hai bên đường con sông giữa hai bên đường. Rồi cái khung cảnh là bà con cô bác sẽ thấy nào là cái gì ta? Nào là cái gì theo cái dạng mà giống như là ba mấy con, nói chung là nó dơ, nó giống như là bán ve chai phế liệu rồi, nói chung dơ dái lắm. Con đường này nè, hai bên khu dân cư mình có thể mình gọi là khu ổ chuột luôn cũng được. Còn giờ là hết ổ chuột rồi, giá nhà nó cũng mắc lắm nha bà con. À, cái khu ở đây giá nhà giờ cũng mắc lắm. Hồi đó 90 thì giá nhà rẻ, bây giờ ở đây mắc lắm à. Con đường Trịnh Đình Thảo nè, đi về Đầm Sen. Đó đó, bà con quá khác chung cư. Họ cũng xây dựng nhiều cái chung cư lắm rồi ha. Từ cái thượng nguồn mình đi hết nguyên cái con đường này ra tới hạ nguồn luôn. Hạ nguồn là có nói là nằm ngay gần Phú Lâm đó bà con, ra cầu Buông á. Bên tay trái là Đầm Sen ha. Ở đó đây có cái cây cầu nè bà con. Lại đây là dòng sông mà nên có cái cầu. Cái hai bên rác rến lắm, ghê lắm, nhà sàn ở đây. Đó, giờ bà con có thấy không? Thay đổi hết rồi. Đó, công viên nước Đầm Sen nè. Đó, hồi xưa đây là vẫn là dòng sông nha bà con. Mà con kênh nước đen thui à, thúi quắc à. Đó, bên kia là công viên nước nè. Cái mùa này mùa hè nóng đực nè, người ta đi chơi dữ lắm. Đây xin thưa bà con cô bác, tới đây tự nhiên nó chả là dòng sông rồi nè. Đó, cái con kênh đó, vậy là tới đây là vậy là con kênh nó vẫn nằm ở dưới á, cái kia là ta đưa xuống cống hộp thôi chứ con kênh nó vẫn còn đó. Xin thưa bà con cô bác, hồi xưa là nói vậy nè. Đó, nhưng mà cái con đường này nó bự á, chứ hồi đó nó nhỏ hơn nhiều, giờ ta mở rộng đường ra đó. Đó, vậy là trả lại con dòng kênh rồi bà con. Nó bắt nguồn từ cái chỗ bào cát á, kéo dài tới đây nè. Đó giống y chang như ba mẹ cậu nói á, mà hồi xưa là con đường này nó bằng phân nửa đường này thôi, mà lộ đó là độ xà bần, đất xà bần á. Tới đây ta trả lại dùm kênh ha.
đây là chắc đầm sen quá, thấy cây cối um tùm. Khu này chắc khu đầm sen nè bà con. Đầm sen hồi xưa đâu có bự dữ thần vậy, sau này bắt đầu mới làm lại. Rồi mình qua tới đây, cầu này là cầu Tân Hóa, hồi đó ta gọi là cầu gỗ. Cầu này làm bằng cây, cầu cây. Con đường này là đường Nguyễn Văn Bích nè, xưa Hương Lộ 14 đó. Vậy là chạy ra tới Phú Lâm rồi đó. Cầu Tân Hóa, kênh Tân Hóa, kênh nước đen. Đây có cái chùa Hạnh Nguyện. Con đường này đường Đặng Nguyên Cẩn nè. Giờ 30 cầu quẹo phải ha, để về chợ Phú Lâm. Xin thưa bà con cô bác, ở đây là Phú Lâm, chợ Phú Lâm. Phía tay trái này hồi xưa là cái khu chợ gạo Phú Lâm nè. Còn bên tay phải là trại kỷ luật Nguyễn Văn Sâm. Hồi thời Pháp người ta gọi là Bốt Phú Lâm. Con đường này hồi đó nó nhỏ bằng phân nửa đường này. Đường này đường Bà Hôm. Đi về đi thẳng luôn là mình qua Campos luôn á. Hồi đó đứng ở đây là sẽ thấy được cái tháp Hòa Đồng Tôn Giáo. Ở đây có một cái ngôi chùa, người ta gọi đó là chùa Hòa Đồng Tôn Giáo. Tỉnh xá trung tâm này nè, đó cái cây cột rồng bây giờ vẫn còn nè bà con. À, trường Đặng Nguyên Cẩn này xưa là trường gì thì ba mẹ cô không biết, bà con cô bác nào có biết thì bà con mắc chắc giúp ba mẹ cô nhé. Rồi thôi giờ ba mẹ cô đi vô đổ xăng. À, ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.